Clip này thứ 154, mình quay từ cầu Kiền ở huyện An Dương, thành phố Hải Phòng phải không? Huyện An gì? An Dương phải không? Không, không, không ăn hồng, dính liền ăn hồng. Đó thì để bạn ăn hồng. Huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Mới vừa đọc xong. Huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Cầu này cầu Kiền ở huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Đi về hướng thành phố Hạ Long các bạn. Trong phần đường đi từ điểm cực nam đất nước ở mũi Cà Mau, mình đi đến điểm cực bắc của đất nước Việt Nam ở Hà Giang, Lũng Cú. Và mình lang thang, vợ chồng mình lang thang đến huyện An Dương. Cầu này cầu Kiền ở huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Thành phố qua phượng đỏ nhưng mà phượng bên đây xanh lè, hết qua rồi. Các bạn có xem video của vợ chồng mình, các bạn nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ tinh thần vợ chồng mình nha bạn. Đăng ký là hoàn toàn miễn phí. Vợ chồng mình có hai kênh YouTube tất cả. Kênh thứ nhất là vợ chồng sửa xe. Kênh thứ hai là vợ chồng du ký. Vợ chồng mình chuyên review tất cả các đường đi trên đất nước Việt Nam, nơi mà vợ chồng mình đi qua, quay lại và đưa lên mạng để tất cả các bạn, cô chú, anh chị thưởng lãm những cảnh đẹp trên quê hương đất nước Việt Nam qua những hành trình đi của vợ chồng mình. Hành trình đi hôm nay của vợ chồng mình là từ điểm cực nam đất nước ở mũi Cà Mau, mình đi về điểm cực bắc của đất nước ở Hà Giang, cột đồi Lũng Cú à. Đi lên nữa, vợ chồng mình đang lang thang đến huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Trên đường đi ra ngoài vịnh Hạ Long, ngoài Quảng Ninh, sau đó mình mới ra Móng Cái rồi lên cửa khẩu Cao Bằng, Lạng Sơn vậy, vòng 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 đó rồi mình mới về đến Hà Giang các bạn. Còn mình về là mình từ Hà Giang về mũi Cà Mau, mình đi theo Điện Biên Phủ á, thành phố Điện Biên Phủ á, rồi mình đi về quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh, đường số 6 để về Hà Tiên, sau đó ra Rạch Giá rồi mới ra Cà Mau. Tổng chiều dài đoạn đường vừa đi vừa về của vợ chồng mình là khoảng 6.000 km. Đây là hành trình vòng quanh đất nước Việt Nam của vợ chồng mình đầu tiên, xuyên Việt đi và về. Bạn đi thì mình đưa lên kênh YouTube vợ chồng du ký, bạn về mình đưa lên kênh YouTube vợ chồng sửa xe. Vợ chồng mình kính mời tất cả các bạn, cô chú, anh chị cùng thưởng lãm cảnh đẹp trên quê hương đất nước Việt Nam qua những hành trình đi của vợ chồng mình. Mình vừa qua khỏi cầu Kiền ở huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, ngoại thành Hải Phòng các bạn. Chiều rồi, đường rất là liền, dễ đi. Thành phố Hải Phòng, chiều hoàng hôn, có núi rồi, ra ngoài vịnh Hạ Long là núi không, không biết nó đẹp giống Tràng An ở Ninh Bình không, Ninh Bình chỗ chùa Bái Đính, còn Tràng An cực kỳ đẹp.
nó tập thứ mấy chục mình cũng không biết nữa. Đi nhiều quá rồi. Nửa khúc gỗ. Mấy khúc gỗ của mấy xe tải á, chắc là đi thân chết. Đây có chợ gì bự quá à. Chắc xăng xịn luôn á. Để lót rò xước. Đúng luôn. Còn 70 cái số đi tiếu họ là cái Hà Long. Ô tô còn chạy tầm độ 60, đường này chậm nhất là 60 tiếng. Còn quần chơi trong thành phố Hải Phòng. Kiếm qua phần đỏ, ta tàn đi. Để kiếm qua phần đỏ. Đi chiếc mạng biết 10 năm nữa mình có thời gian rảnh đi không. Đi thì nó đi máy bay rồi. Nhưng mà đi đó đường nó lại khác hơn nữa, đẹp hơn. Hay là xuống cấp hơn mình cũng không biết. Biết rồi, biết rồi. Ở đây vẫn là quốc lộ 10 đi Vịnh Hạ Long. Từ đây đến Vịnh Hạ Long còn 69 km nè. Nguy hiểm là rào bích luôn, đừng mở ra. Nó nguy hiểm nên rào bích luôn. Rồi ngã ba đậu rào được. Mấy xe đa số ra Hạ Long. Chưa Hạ Long. Đâu à, trước 1.000. Ủa 4.400 m là 4.500. Giờ phụ tối rồi chạy tập trung né thì không ra thì cũng mệt. Tiếp tục trên quốc lộ 10. Không có trái gì bánh đỏ cho mọi người nè. Thế nào quận?
Cái chân ngược chiều. Đây thì tắng gì đây? Qua tới Quảng Ninh chưa? Thủy Nguyên. Ở đây là huyện Thủy Nguyên. Thủy Nguyên, Hải Phòng. Kênh Giang Hà Kiên. Kênh Giang. Kênh Duyên Giang. Kênh là kênh đào á. Kênh á. Kênh ANN. Kênh Giang, Giang là nước. Giang Di Thủy Nguyên Hải Phòng. Đó là thị trấn hay gì, nhà nhiều quá. Không kể. TT là thị trấn. Không có nói TT. Bến Lò Cao, Kênh Giang. Đó. Ngã ba Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ở đây ngoại thành nè, huyện Thủy Nguyên. Sửa nữa kia đập, thấy nó đập cái lan can ra kìa, kiểu cầu có rồi đập thêm lan can. Xưa hay làm cái cầu có lan can đi bộ rồi đập bỏ cái đồ đi bộ đi rộng đường, mở đèn luôn coi. Đèn lưu kiếm. Lưu kiếm, lưu kiếm gì vậy? Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đâu có làm gì nữa. Lưu kiếm. Cái mua cho nhiêu được nặng bụng lắm. Nhiều cái máy đào nặng. Đây là nói gì vậy? Ăn cho tiêu quá hết đi rồi mang nữa. Trên đó rẻ hơn, bị lên rừng à. Ngày mai đi đi cửa khẩu Cao Bằng à. Nhưng mà ai bán Cao Bằng là gì đó. Lên Cao Bằng. Cao Bằng Lạng Sơn rồi. Tại xứ đó trồng cho nó chứ đâu. Có gì dùng cao trồng cho nó mát. Trồng thời gian ở gì? Bắc Giang, vùng núi. Không, giờ đi luôn. Sợ trời mưa, giờ trời nó đậu sáng trưng là đi luôn. Đây không có thị trấn. Để lưu kiếm thôi. Để giờ sợ Google coi lại. Đang xây luôn. Tại 60 mà sao giải xe này thì chậm quá. Mình sẽ chậm rồi xe nó sẽ chậm hơn. Chạy nó mới chạy. Không chạy bình thường mới chạy.
dân cư nữa, chạy được sáng trục. Đây mới thì sáng xong chưa đó. Giờ đã chạy chính chục. Lớp nữa nè. Làm mình về xong rồi. Về chưa có thể thảm bệnh mà. Đi chợ lắm. Cái nhựa nó đen chứ đâu có trắng thơ vậy. Chợ lúc nóng dầu lên. Chợ quên liền. Giảm tốc độ phương tiện, giảm tốc độ. Chưa có băng qua mà không tình đang cứu xong cứu đọc sao xong chỗ mở có nguy hiểm, mấy chỗ mở này là nguy hiểm thì thằng đó để thằng chục mét lại là được rồi. Cái cầu để họ đang làm giờ nó làm xong hết rồi nha trời ơi, trong đó ông cố nội mơ rừng không ai dám cho ở. Núi nè, cái rừng nè, núi sát nhà ông. Núi nè, không có đỡ nè. Mở trên nó ù lắm, nóng. Một thành phố, không biết cái gì chưa hết nè. Chưa tới Uông Bí. Bình Đặng Giang. Bãi cọc cao quỳ, bãi cọc cao quỳ bên tay trái, di tích Bạch Đằng Giang là bên tay phải, còn bãi cọc Cao Giang cũng di tích luôn rồi, nằm bên tay trái thành phố di tích, di tích bãi cọc Bạch Đằng Giang ở Hải Phòng. Uông Bí nãy giờ chưa hết thành phố nữa, có giờ mới đi tới Uông Bí, nãy giờ ra khỏi Hải Phòng chạy quanh quanh Hải Phòng chơi. Ý nó chạy quá chứ chạy mà chưa ra. Đường đá rộng thênh thang. Tỉnh địa đầu của quốc gia cầu đá, cầu đá bạc qua đây Quảng Ninh, ở địa phận Quảng Ninh, cầu hò Quảng Ninh, cầu hò Bắc Ninh, Bắc Ninh là họ là chèo Bắc Ninh, quan họ Bắc Ninh, còn này là Quảng Ninh, Quảng Ninh là than Quảng Ninh á, nói tới Quảng Ninh là người ta nói tới than, nói than Quảng Ninh. Móng Cái, Hạ Long rồi chỗ thi Hoa Hậu rồi đó, ở Quảng Ninh, than Quảng Ninh, đất Quảng Ninh là đất than, Uông Bí, tới địa phận thành phố Uông Bí, xong mới đi thành phố Hạ Long, nên là địa phận thành phố Uông Bí. Người ta mới có tới đất lên ta. Ủa sao Hoa Hậu xong cái đường phố đi qua đây chỉ cho cực khổ. Đây ta tổ chức chỗ đảo Tuần Châu á, nó chim môn từ tổ chức thi hoa hậu quốc tế, các nước dồn vậy đó, tiền không, sát thành lái xe, hay Yên Tử rồi tùm lum nhiều rồi điểm vui chơi, sát thành xe du lịch chạy mấy trăm tiếng hồ luôn mừng.
cầu Đá Bạc. Giao thông Tinh Đa, Tinh Đa bên đây Tinh Đa là gì? Giao thông của mình rất giống. Giờ mình vô khu dân cư. Và vợ chồng mình gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, cô chú, anh chị đã xem hết video của vợ chồng mình. Vợ chồng mình sẽ kết thúc video ở đầu thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh các bạn. Đây là đầu thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Để mình coi cái phường xã nào. Thành phố này là chỉ thành phố thuộc tỉnh thôi, chứ không phải trung ương. Nó chỉ có phường xã. Rồi, từ từ rồi. Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Chiều hoàng hôn. Đây nè. Phương Nam. Hồng Hà Phương Nam. Hồng Hà Phương Nam. Phương Nam. Ở Hồng Hà Phương Nam, Uông Bí, là của Uông Bí. Giờ mình xin kết thúc video tại đây.